video này Ngọc sẽ chia sẻ lý do vì sao mà chúng ta nên sử dụng máy rửa mặt để làm sạch cái khuôn mặt của mình nhá. Chúng ta nhìn cái làn da thông thường của mình thì nó là một cái mặt phẳng, nhưng thực tế khi mà chúng ta phóng đại lên thì sẽ thấy có rất là nhiều các cái lỗ chân lông được xếp xít lại với nhau, và khi mà chúng ta làm sạch bằng tay hay là bằng khăn mặt thông thường thì nó sẽ không cuốn trôi được hết những cái lớp bụi bẩn, dầu thừa cũng như là những cái lớp kem dưỡng trang điểm của chúng ta, mà nó còn nằm đọng lại ở các cái lỗ chân lông. Mọi người tưởng tượng nó như này này, các cái nó nằm đọng ở cái khe này và chúng ta rửa ở trên bề mặt nó không cuốn trôi được những cái lớp bụi bẩn. Vậy nên là chúng ta cần có một cái công cụ để hỗ trợ làm sạch cái làn da của mình. Trước đây ấy, thời của chị này, các dì mình này, mẹ mình này thì mọi người đã sử dụng chiếc khăn mặt để làm sạch cái bề mặt da của chúng ta. Và cái thời xa xưa hơn nữa, thời bà mình này, các cụ của mình ấy, thì đã biết dùng sơ mướp để làm sạch cái làn da. Tuy nhiên là ngày càng hiện đại hơn, mọi người đã sáng tạo nên được rất là nhiều sản phẩm hỗ trợ. Ví dụ như thời điểm này đang chúng ta hiện đại rồi thì có chiếc máy rửa mặt Laco Luxury này á. Nó có cái bề mặt rất là nhiều, là 1500 cái gai silicone cực kỳ mềm, rất là mềm. Và khi mà chúng ta sử dụng máy rửa mặt ấy, thì một cái điều lưu ý đầu tiên mà Ngọc muốn nhấn mạnh tới mọi người, đó chính là cái gai silicone nó phải thực sự rất mềm, để khi mà nó trà lên cái khuôn mặt của chúng ta thì nó sẽ đảm bảo được cái độ an toàn, nó không gây xước cái làn da của mình, cũng như là nó có đủ cái tiêu chuẩn để có thể là lấy đi được những cái bụi bẩn trên cái làn da của mình. Trong một cái khoảng thời gian dài Ngọc nghiên cứu về máy rửa mặt thì Ngọc thấy đây là một cái lưu ý rất là quan trọng. Và khi mà các bạn sử dụng chiếc máy rửa mặt của Laco Luxury thì bạn sẽ thấy rằng là cái lớp gai của nó cực kỳ mềm và tối ưu cho cả những cái làn da nhạy cảm. Đây là một điều rất là quan trọng nhá. Đó, và khi mà chúng ta sử dụng bằng cái gai silicone này mình xoa lên trên mặt này, kết hợp với cả cái chế độ rung, chúng ta bấm cái nút khởi động này thì nó sẽ rung với nhịp rung là 12.000 nhịp rung một phút. Đó thì nó vừa rung, các cái motor ở bên trong nó rung và nó truyền những cái lực rung lên trên cái đầu gai này. Đó thì nó sẽ giúp làm sao vừa rung động này, chúng ta chỉ cần di chuyển rất là chậm thôi, nó đã rung động rất là mạnh, khiến cho cái làn da của mình á, nó dễ dàng lấy đi toàn bộ những cái bụi bẩn và các cái đầu nhọn này này. Cái đầu nhọn của hình trái tim này nó sẽ vào được cả những cái rãnh mũi, lấy đi bụi bẩn trên cái làn da của chúng ta cực kỳ hiệu quả. Và ngoài ra thì chiếc máy này nó rất là đa năng. Cái mặt phía trước là lông chải, mặt phía sau nó có những cái vân rãnh như thế này này. Sau khi mà mình đã rửa mặt xong rồi á, thì mình có thể thoa những cái lớp kem dưỡng hàng ngày mình sử dụng, và sau đó bấm cái nút khởi động nguồn này, nó rung nè. Và khi mà cái nhịp rung 12.000 nhịp rung này một phút, mình có thể đẩy được những cái tinh chất nó thẩm thấu từ 9 đến 15 lần so với việc là mình chỉ xoa và vỗ bằng tay thông thường. Đó, chưa hết, chúng ta còn có thể này, từ trong ra ngoài và từ dưới lên trên để làm săn chắc cái vùng hàm này của chúng ta. Với những cái ai mà hay bị phần hàm này to và cái vùng nọng cằm ấy, thì chúng ta có thể sử dụng để giúp cho cái vùng nọng cằm này của chúng ta nó gọn hơn này. Phụ nữ của mình ấy mà có mấy cái điểm mà chúng ta cần phải lưu ý, đó chính là cái phần vùng cổ này này. Cái vùng cổ của chúng ta bị lão hóa và rất là lộ luôn. Ví dụ như Ngọc nhá, cái khuôn mặt, cái da của Ngọc thì vẫn còn rất là căng, nhưng cái vùng cổ của Ngọc thì mọi người nhìn thấy không ạ? Nó đã bắt đầu có những cái nếp gấp và hình thành cái phần nọng cằm, nên là Ngọc phải rất là lưu ý dưỡng cả cái vùng cổ của chúng ta nữa. Và nhớ này, vùng cổ, vùng tay là hai cái vùng nó không che giấu được cái lứa tuổi của mình đâu. Nên là các chị em đặc biệt là phải chăm sóc cả cái vùng da ở dưới cái nọng cằm này. Đó, ai mà bị cái nọng cằm ấy, nọng cằm nó sệ xuống ấy, thì bao giờ trông nó cũng sẽ già hơn. Nên là mình sẽ lưu ý massage ở cái vùng nọng cằm này nha, để cho nó săn chắc lại cái vùng bọng mỡ ở đây. Đó, rất hiệu quả. Kể cả các bạn xem cái phương pháp làm đẹp của các cái chuyên gia, đúng không ạ, thì các bạn sẽ thấy đấy là gì ạ, mọi người đều khuyên chúng ta là nên làm những cái động tác cơ học. Thứ nhất là nó sẽ giúp làm đàn hồi cái làn da của mình tốt hơn, các cái máu huyết nó lưu thông tốt hơn và săn chắc các cái vùng da của mình, đúng không? Đó, mình kết hợp như thế này. Hàng ngày á, mình có thể mang cái chiếc máy này ở trong cái túi sách của mình, để khi nào mà mình rảnh rỗi này, mình lại mang ra để rung để cho nó làm giảm cái vùng nọng cằm và cái vùng hàm này của mình nó gọn gàng hơn. Đấy, cực kỳ hiệu quả luôn. Và chiếc máy Laco Luxury này á, là một cái máy mà mình thấy nó rất là đa năng. Nó có 3 cái tác dụng trong một chiếc máy cực kỳ nhỏ gọn mà lại xinh xắn như thế này. Đấy, nên là các chị em nên tậu cái chiếc máy này để dùng nha. Khuyên thật sự là nên sử dụng chiếc máy này, rất đáng đồng tiền bát gạo luôn ấy. Mọi người nhìn thấy cực kỳ đẹp đúng không? Trông như là một cái đồ trang trí để trong túi, cực kỳ xinh yêu luôn mọi người ơi.